Hôm nay về quê cùng với bà xã đi cùng phái đoàn. Ở đây ta kêu Đức Hòa. Đức Hòa Long An nha. Chùa này cũng khá đẹp đó. Đấu thầy này nhóm Phật tử phái đoàn của mình nha các bạn, đi với thầy đi thả cá phóng sanh nha. Mít. Thank you.